Xin kính chào quý vị, Thanh Tâm hiện đang có mặt tại trung tâm thương mại Home Improvement rất sầm uất tại thành phố Vaughan. Và trong ngày hôm nay, Thanh Tâm sẽ ghé thăm một cửa tiệm với tên gọi là E Decor do một người Canada gốc Việt làm chủ. Được biết là cửa tiệm này mới khai trương và Thanh Tâm mời tất cả quý vị hãy cùng Thanh Tâm đến tham quan tiệm này để tìm hiểu về những dịch vụ và sản phẩm mà cửa tiệm này cung cấp cùng với khách hàng. Eat Decor Showroom tọa lạc bên trong Home Improvement Mall thuộc thành phố Vaughan. Home Improvement là một trung tâm mua sắm, one-stop shop dành cho trang trí nội thất và thiết kế nhà cửa sang trọng duy nhất tại Canada. Với hơn 350 cửa tiệm được thiết kế bằng phong cách sang trọng với cửa kính trong suốt, bên trong khu mua sắm này là cửa tiệm Decor E tại Unit 179. Decor 8, trang trí nội thất cho nhà, văn phòng và cơ sở thương mại của quý khách với 8 dịch vụ như sau: màn cửa, bọc ghế, chăn gối cho giường, thảm, giấy dán tường, đèn trang trí, tranh treo tường, cắm hoa. Màn và rèm cửa tạo nên sự sang trọng lịch lãm cho căn phòng. Tại đây chúng tôi có vô số kiểu vải để chọn làm cho gian phòng ấm cúng hơn, lộng lẫy hơn. Bất kể với ngân sách nào, chúng tôi cũng có thể giúp khách hàng trang trí theo ý thích của quý vị bằng cách chọn vải. Nhà thiết kế với nhiều năm kinh nghiệm sẽ hướng dẫn để khách hàng có những kiểu màn thật lộng lẫy sang trọng, vượt qua sự mong đợi của quý khách và đến tận nhà để gắn màn cho từng phòng. Ngoài những màn vải có tính cách cổ điển, ấm cúng, sang trọng, chúng tôi còn có những loại rèm chống nắng để mang lại cho căn nhà hoặc gian phòng của quý vị có phong cách tân thời, sử dụng với những máy tự động đóng mở màn. Trong quá trình thay đổi hoặc mua sắm đồ nội thất, quý vị sẽ chi tiêu một số tiền rất lớn, thêm vào đó là có những khó khăn để lựa chọn những màu sắc và vật liệu hợp với màu sắc trong nhà, tân thời hoặc cổ điển. Edicor có những dịch vụ bọc mỗi chiếc ghế, những bộ ghế sofa, những đầu giường theo kiểu cách quý vị mong muốn, hoặc hơn thế nữa, những nhà thiết kế nhiều kinh nghiệm sẽ hướng dẫn quý vị lựa chọn hàng ngàn loại vải khác nhau với những màu sắc, cửa gỗ, giúp cho căn phòng của quý vị đẹp lộng lẫy, sang trọng với một giá tiền mà quý vị cần chi tiêu rất khiêm tốn. Edicor cũng có rất nhiều lựa chọn chăn gối cho giường có sẵn để mua, hoặc chúng tôi sẽ giúp cho quý vị lựa chọn những loại vải mềm mại, thoải mái và may những chiếc chăn giường rất đặc biệt về kiểu cách giúp cho căn phòng ngủ có phong thái đặc biệt hơn. Chúng tôi có những chiếc gối trang trí thật lộng lẫy và đặc biệt không ai có. Đến với chúng tôi để có những căn phòng ngủ thật lộng lẫy và sang trọng. Đây là căn phòng đã được trang trí sẵn với từng chi tiết rất là tỉ mỉ. Và cái gam màu chủ đạo đó là gam màu xanh. Và quý vị thấy là chi tiết rất được tỉ mỉ là những cái màn cửa, rồi đến trải giường và cả tấm thảm ở dưới giường. Tất cả đều hài hòa với nhau. Và cái điểm son nổi bật, cái điểm nhấn của căn phòng này đó là cái gối màu xanh này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể trang trí thêm một bình hoa với màu sắc tương phản để cho làm cái điểm nổi bật trong các căn phòng. Những tấm thảm tân thời, cổ điển sẽ tạo cho căn phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc, phòng ngủ, hành lang những phong thái thật ấm cúng và thoải mái. Chúng tôi có bán nhiều loại thảm với những chất liệu khác nhau. Những chuyên viên thiết kế sẽ giúp cho quý vị không những chỉ chọn màu sắc, kiểu cách, nhưng thêm vào đó các bạn sẽ được hướng dẫn để những tấm thảm với nhiều vật liệu khác nhau như thảm len, thảm lụa, thảm bông, thảm tre, thảm sợi tổng hợp, thảm da. Mỗi loại thảm có những tính chất khác nhau như độ bền, độ tự nhiên hoặc tạo cho căn phòng của quý vị có phong cách sang trọng, thanh lịch hơn. Giấy dán tường là một trong những vật liệu trang trí nội thất quan trọng nhất cho tường của mỗi phòng. Chúng tôi có bán và phục vụ tại nhà để giúp cho quý vị có những bức tường thật sang trọng, lộng lẫy và tràn đầy sinh khí. Chúng tôi có hàng tồn kho lớn với hơn 300.000 loại giấy dán tường. Sau khi giúp quý vị lựa chọn những giấy dán tường phù hợp, chúng tôi sẽ có hàng ngay cho quý vị trong vòng 48 tiếng. Những bộ sưu tập từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như là AS, Creation, Irishman, Bramwells, Norwalk. Tại Edicor, ngoài việc phục vụ khách hàng tận tâm uy tín thì đây còn là nơi được yêu chuộng bởi vì có rất là nhiều mẫu mã mà chúng ta có thể lựa chọn.
Ví dụ như là trước mặt Thanh Tâm như quý vị thấy, đây là những cái giấy dán tường được nhập cảnh từ châu Âu. Và tại nơi đây thì có luôn cái dịch vụ mà nếu mà quý vị lựa chọn một cái mẫu mã giấy dán tường thì chúng ta có thể được tư vấn thêm về cách chọn lọc sao cho những màu sắc được hài hòa hơn. Nếu trong căn phòng của chúng ta màu chủ đạo là xanh và vàng thì chúng ta sẽ có màn cửa là màu này. Đây là vải của giường của mình. Còn đây là vải bọc ghế và đây là những cái gối trên giường của mình. Đó là sẽ làm cho khung cảnh màu sắc được hài hòa hơn. Thêm vào đó thì chúng ta cũng sẽ được tư vấn là bức tranh nào để treo trong cái phòng để cho làm cho tất cả màu sắc được hài hòa cũng như là làm nổi bật lên cái khung cảnh phòng của mình. Ngoài ra tại Edicor còn có rất nhiều những mẫu mã của giấy dán tường mà chúng ta có thể lựa chọn và nhân viên tại đây rất vui lòng để hướng dẫn quý vị chọn lọc từng vải, từng màu sắc để có thể làm cho căn phòng của chúng ta nổi bật và hài hòa. Chúng tôi có thể lựa chọn cho quý vị những bộ đèn trần, đèn tường đẹp lộng lẫy với giá phải chăng. Quý vị sẽ không phải mất thời giờ để tìm kiếm cực nhọc những chiếc đèn cho mỗi phòng với nhiều loại đèn khác nhau như đèn thủy tinh, đèn kim loại với nhiều phong cách khác nhau. Chúng tôi có hàng ngàn tấm tranh để lựa chọn theo phong cách của mỗi căn phòng của quý vị hoặc cơ sở thương mại của quý vị như nhà hàng, spa, thời trang. Chúng tôi có những họa sĩ chuyên nghiệp thực hiện cho quý vị những bức tranh với nhiều khổ hình khác nhau, những tấm tranh sơn dầu, sơn nước, tranh in. Chúng tôi có những bộ sưu tập với nhiều sự lựa chọn khác nhau, tranh Việt, tranh Tây Phương, tranh Trung Hoa, tranh Ai Cập, tranh Hy Lạp, tranh chân dung, tranh cảnh, tranh trừu tượng. Sau cùng, chúng tôi có những chuyên gia giúp quý vị có những bình hoa thật lộng lẫy kiêu sa, tạo cho căn nhà quý vị, cơ sở thương mại của quý vị sang trọng hơn và có nhiều sức sống hơn. Hân hoan chào đón quý khách từ khắp nơi và chúng tôi sẵn sàng phục vụ tận tình chu đáo để quý vị cảm thấy tự hào hơn về căn nhà và cơ sở thương mại của quý vị. Khi đến với Edicor thì chắc chắn là quý vị sẽ bị choáng ngợp bởi rất là nhiều mẫu mã mà chúng ta có thể lựa chọn. Ở tại Edicor thì chúng tôi tin chắc là những vị khách hàng khó tính nhất cũng sẽ bị chinh phục bởi vì tất cả những cái sản phẩm với nhiều mẫu mã và thiết kế rất là độc đáo và sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Hãy gọi cho Bonnie Huynh 416-433-9203 hoặc Domadin 416-316-3782. Hãy sắp xếp một cuộc tư vấn miễn phí với người tư vấn thiết kế giàu kinh nghiệm của Edicor Showroom tọa lạc tại 7250 đường Q, Unit 179, thuộc thành phố Vaughan.